chiến lược chiến tranh thứ tư, đó là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Các đồng chí hiểu như thế nào về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ạ? Là chiến lược sử dụng người Việt để đánh người Việt, đúng không ạ? Việt Nam hóa chiến tranh dùng người Việt để đánh người Việt. Và lúc này thì Mỹ đã viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa về vũ khí, khí tài quân sự, rồi về kinh tế để nhằm và từ đó thì Mỹ tuyên truyền trên thế giới rằng đó là 5 phút sau thôi là sẽ có máy bay địch bay tới và ném bom lên vị trí mà cái cây nhiệt đới này nó phát ra tín hiệu để nhằm tiêu diệt lực lượng của chúng ta. Thì ban đầu là chúng ta thực hiện những nhiệm vụ, trong đó thì lực lượng thanh niên xung phong là làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom, giả phá bom mìn, đảm bảo cho những đoàn người, đoàn xe có thể đi qua trọng điểm một cách an toàn. Và các đồng chí biết là ngã ba Đồng Lộc là một trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất, bởi vì đây